Đây là cái vườn sinh viên ha, mình hàng cái cây như thế này đó, có cái lỗ, như thế này, hàng cây như thế này. Ở dưới đây cũng vậy, hàng cây như thế này, lỗ như thế này ha. Từ một cây, hai cây, bên đây cũng vậy, và mình hàng bốn cây, là bốn gốc nha. Xong rồi làm một cái khung, trên này nè, khung trên này mình hàng cái khung sắt, này là sắt 36, hàng cái khung, hàng lên cái khung đây, cũng có cái khung để hành lang cho nó cứng đó. Rồi khung này bên đây cũng vậy, bên đây vẫn có cái miếng này, bên đây cũng có cái miếng này, để khi mình tháo ra nè, mở lên là mình tháo ra, đẩy lên mình tháo ra. Ở dưới này cũng vậy, ở trên ở dưới là bằng nhau, phải chuẩn với nhau nha. Trên này thì mình làm cái hàng rào để người ta ngủ đừng có lăn xuống, ở dưới lăn không sao nó khỏi làm hàng rào. Còn cái này cũng vậy, đây là hàng một khúc sắt đây, hàng khúc sắt đây à, để cho nó chắc á, thì người ta bợ sắt làm sao cho nó hở cái độ hở ra, rồi hàng một cái khung, này cái ống sắt này phải vừa đủ này, để khi mình trồng xuống, trên này cũng vậy, dưới này cũng vậy, dưới này thì có một cái ống sắt và độ hở ra, để khi mình trồng xuống, này là cái thang để đi lên, ha, đây thang đi lên, và chắc chắn ha, đi lên để ngủ. Còn cái này thì mình đóng một miếng ván, ở dưới đây mình xương, sắt, sắt này là sắt là bốn vuông. Sắt bóng vuông. Ở miếng này thì mình làm cũng y chang như miếng dưới thôi, chỉ khác miếng trên là cái hàng rào, đó. Chỉ khác miếng trên là cái hàng rào. Rồi rất đơn giản ha, chúng ta sẽ đó, trên này có một cái bịch, này nữa, miếng này ở ngoài sắt nó có hết trơn ha. Đây nhớ trên này là bằng nha các bạn, hàng làm sao cho nó bằng. Còn cái này là mình có cái miếng để đậy lại nè. Đó, vườn này gọi là vườn tầng. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái vườn tầng. Và đến đây thì các bạn sẽ tự đóng mình cái giường tầng để có thể chuyên chở đi khắp nơi được, và có thể mình linh động như thế nào đó để cho mình có được một cái giường tầng như thế. Ok, xin chào và hẹn lại các bạn video clip sau nha. Nếu các bạn thấy video này có điều gì hay và học hỏi, xin bấm like và nút đăng ký, nhớ bấm một cái chuông nha. Còn nếu các bạn có những cái video hoặc là những cái sáng kiến nào mới thì các bạn hãy comment bên dưới, để chi để tôi sẽ đăng video clip này thay cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.